12 mẫu. Mà lúa này xạ 10 ngày rồi, mà lúa này nếu mà không khô á là cũng không được, thiệt hại gia đình anh là cỡ mất 70 triệu á. Tại nước này nước của nước bạn Campuchia á là nó cao hơn mình, nó tràn ra, trong rỗng không có đê bao á, là cống mình ở đây là nó thoát không kịp. Ngày 24 tháng 10, theo ghi nhận, mực nước trong ruộng cao hơn mặt nước sông. Do đó, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp tục mở các họng thoát nước lớn hơn tại các vị trí trũng thấp, giúp nước trong ruộng thoát ra kênh nhanh nhất để cứu lúa. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời bởi tình hình thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp. Mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ từ Campuchia đổ về khiến cho việc tiêu thoát nước gặp nhiều khó khăn. Việc cứu được bao nhiêu phần trăm diện tích lúa bị ngập vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Tương tự Thành Trị, những ngày qua, nông dân xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa cũng đang đứng ngồi không yên vì ruộng lúa cũng chìm trong biển nước. Họ đã tập trung bơm rút nước ra mấy ngày liền mà vẫn chưa thấy ngọn lúa đâu. Trong khi đó, nước xung quanh vẫn đang rò rỉ vào ruộng. Do là vụ mùa này, người dân phải tốn thêm tiền mua cừ, kéo bạc và cố xung quanh ruộng với hy vọng cứu được phần nào đỡ phần đó. Không chỉ gây thiệt hại cho lúa, mưa lũ còn tàn phá nặng nề hơn 12 hecta hoa màu tại xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa, chủ yếu là dưa hấu. Do người dân chủ quan không kịp thời đóng các cống thoát nước đã khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Khi triều cường dâng cao, nước lũ dễ dàng tràn vào ruộng qua các cống này, kết hợp với lượng mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ. Và chỉ cần tình trạng này kéo dài khoảng 5 giờ thì các loại hoa màu kể như mất trắng hoàn toàn dù đã được bơm rút nước ra. Nếu mà mực nước tiếp tục tăng thì sẽ ảnh hưởng khoảng trên 2.000 hectare nữa. Sau khi vụ dịch xảy ra thì chúng tôi đã tập trung toàn bộ lực lượng cùng với bà con dân huy động tất cả các phương tiện đến để cùng với bà con dân gia cố lại tất cả các đê bao cũng như ngăn lại các cái cống mà để nước tràn từ bên kia về. Hiện nay thì cơ bản chúng tôi đã khống chế được cái mực nước dâng lên. Còn tại huyện Tân Thạnh, đây là địa phương cho xạ vụ đông xuân 2024-2025 sớm nhất trong vùng Đồng Tháp 10 với trên 27.000 hecta. Tuy nhiên, có trên 7.000 hecta gieo xạ ngoài lịch khuyến cáo của ngành chuyên môn, thậm chí là gieo xạ ở những tuyến đê bao không bảo đảm. Nguyên nhân nông dân xé rào là do giá lúa tăng cao cộng với việc ỉ mấy năm trước lũ nhỏ. Chính vì thế, khi triều cường dâng, nước lũ từ thượng nguồn đổ về và mưa lớn kéo dài khiến dở và tràn đi tại các tuyến đê bao xung yếu. Nhà nước thì không có khuyến cáo xả đợt này thì sợ lũ. Còn bà con thì lấy ý kiến chung thì bà con đồng lòng là xả, cho nên chính quyền cũng đồng thuận cho để trạm bơm hoạt động để phục vụ cho bà con trong vụ này. Mà sau đợt này nó vừa kết hợp với mưa mà gặp lũ về, cho nên hai cái mực nước dâng lên rất là cao. Còn cho nên là chỉ trong vòng cái mưa ngày hôm sáng hôm qua thằng kia thôi là nó lên cả trên 2 tấc nước, cho nên cái đoạn đê này nó mới bị tràn, chứ lúc trước là không có. Ngày hôm qua thì tôi tự gia cố, anh em trong nhà gia cố, mà hôm nay thấy cái mực nước nó lên, nó kêu chung là hơi bất thường quá, cho nên không an tâm mới báo cho chính quyền xã. Trước tình hình trên, các địa phương trên địa bàn huyện đã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động đầy đủ các trang thiết bị máy móc phòng khi có sự cố xảy ra. Ban chỉ huy quân sự xã, hội đoàn thể, ban ấp và người dân cũng đã đồng tâm hiệp lực, chung sức, đồng lòng gia cố, đắp đập ở các tuyến đê bao xung yếu. Các trạm bơm điện hoạt động liên tục bơm rút nước ra. Trường hợp người dân phát hiện tuyến đê bao nào có nước tràn vào ruộng sẽ báo cáo ngay với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời. Song theo ghi nhận, cho ngày 24 tháng 10, việc phòng chống ngập úng trên địa bàn huyện vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn. Cụ thể, tại 44 ô đê bao đang có khả năng bị sạt lở, tràn đê khi có mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường. Nhiều tuyến đê mực nước ngoài kênh luôn cao hơn mặt ruộng từ 1,3 đến 1,5 mét. Có nhiều đoạn đê xung yếu, nước đã mấp mé tràn qua bờ kênh vào ruộng. Chỉ cần mực nước dâng cao thêm khoảng 2 hoặc 3 cm thì nguy cơ tràn hoặc dở đê rất lớn. Trường hợp 44 ô đê bao này không gia cố kịp thời sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến hàng ngàn hecta lúa tại các xã Bắc Hòa, Kiến Bình, Tân Bình, Nhân Ninh. Đây chính là bài toán khó mà Tân Thạnh đang phải đối mặt trước thời tiết còn đang diễn biến thất thường, bão đang xuất hiện trên biển Đông. Hy vọng Tân Thạnh sẽ nhận được sự tiếp sức của các cấp các ngành tỉnh để việc gia cố các ô đê bao sớm thực hiện được, giúp người dân an tâm sản xuất. Chính quyền quan tâm có thể là lấy kinh nghiệm của cái vụ này
nếu mà cho những cái vụ tới mà để cho nó cái mùa vụ nó an toàn mà đỡ lo lắng như năm nay thì có thể là sẽ gia cố lại, lấy cái kinh nghiệm của cái mùa này, những cái gì mà mình thấy nó còn tồn tại giống như là những cái đoạn mà nó bị lún bị thấp á, mình gia cố lại cho nó hoàn thiện thì chắc có lẽ là nó sẽ không có cái tình trạng như mấy ngày nay mà mất. Lên năm nay nó khác với những năm trước, đối với những cái khu gò cao so với những năm này nó không có bị ảnh hưởng, nhưng mà năm nay lại bị ảnh hưởng và thiệt hại. Còn những khu trũng nằm trong đê bao thì hầu như là được địa phương và người dân cũng chủ động là đã gia cố đê bao, mặc dù một số địa phương cũng có cái chủ quan lơ là trong việc gia cố nhưng mà cũng đã kịp thời, cũng không có ảnh hưởng. Trước cái tình hình khảo sát thực tế này, ủy ban tỉnh đã chỉ đạo cho từng địa phương là trong cái giai đoạn này chúng ta là đối với những địa phương là có nguy cơ ảnh hưởng là do cái chiều cường này thì phải lưu ý là phải tập trung để lãnh đạo chỉ đạo trong việc là gia cố đê bao, vận động người dân là phải để cùng là sử dụng các nguồn lực có để cùng là bơm nước ra hoặc là có những cái gia cố cùng nhau để gia cố đê bao ở phần ngang cái phần diện tích canh tác của mình để cùng với nhà nước để chống cái sự ngập úng cái trong thời điểm này. Đồng thời là địa phương cũng phải là chủ động là tuyên truyền người dân rồi kiểm tra rồi gia cố những cái điểm mà xung yếu mà người dân không thể làm được bằng sử dụng cái ngân sách nhà nước, từ nguồn của huyện, từ ngân sách của huyện, từ nguồn là phòng chống thiên tai của huyện. Những trường hợp khó khăn nữa thì sẽ đề xuất ở tỉnh, tỉnh sẽ giải quyết cái kinh phí làm sao là tinh thần là tránh thiệt hại thấp nhất cho người dân và trong cái đợt nước lên này.